Bạn chẳng ở lâu, ok, ở lâu dương nâng cho mê riêng thầm mấy. Chẳng mê riêng tí bấy đã tôn tình hình Advanced Computer Hardware. Chẳng ở phần này ở rừng robot computer. Chẳng ở vậy để dương riêng vì mê riêng vì muốn đã tôn tình hình ca thầm lãng computer. Chẳng dừng khuyên tha ở vậy để dương thầm lãng sắp tới chứ hardware tặng nó hỏi. Chẳng bà xin bà dương thua ca nghe chỉ nè bà chạy tế rực ở dương thà chỉ ở phần này nè technical có này nè chụp chùa lớn chân dương thử miên chúng này đăng bật thêm pika ca tập lại computer năng chân ở quay thì dương tự đăng cứ ở đăng ông pi miền này tha chúng này đăng ở căn để trao ông pi thập dạ cam rồi có cả ta chỉ computer system architecture thập dạ cam và phần robot computer năng hơi năng đăng ông pi đồng nạ ca rồi có product bật ca robot opacon mùi mùi nước lơ computer thà ta ở vi ai thuộc ca tùm nẹ tùm nôn khní rồi viên ốp cò mùi tiết dạng tụi mùi đạch bản chân ở nước nông nâng mà giang tiết có trâu đăng ngọng pi rồi có trâu tạm miên chùm nẹ đăng bằng thêm ta lơ ở vầy đầy trăm bạch pi lơ nâng tiết cứ tạ tôn ta nâng ca upgrade ta lơ computer hạ phê chân computer bà dương dựng ai nâng upgrade từ lơ hardware nà mùi thơm mấy đại nước nó nâng dựng trâu đăng ông pi capacity bởi vì hơi nâng à vay đại chia component đại miền sắp là lựa computer bảo dưỡng đại ai ở dưỡng nâng thuốc ca reply viết thì có thuốc ca rebuild viết lãng quýnh ở trâu ta tạm à vay đại chia đồng rào ca thì có chia đồng rào ca bỏ tệ chút thì có đồng rào ca bỏ luôn này bản chân mình giang tiết nước nó nâng nó phê đại dương đăng pi hardware có dương trợ đăng pi software môi trường nguồn này rồi có nó không nâng có dương trợ đăng làm pi đồng nạ ca rồi bọc computer nâng thả ta nó phê đại vì chấp đau nồng đa ca tầm bố ta vì thua ca dạng đội mà đạch hai mình giang tiết nó không nâng có trợ đăng làm pi đặc biệt nó không ca ca pi computer bỏ dưỡng pi bằng hai cả là đòi xa ạ nâng trả ron là kỳ sân y việc đặt rồi có vì làng chóc chân dân thờ miền ở vây đài chỉ ca ca pia bia rồi có nó không nâng dân ai nâng ca ca pia tờ lờ đẹp ta rồi có tình hình này đại dương pra nâng lực computer đồng bày chi phiên này cả bạch bong nâng ngày nào muối rồi có một gian tiết nó phê đại dương pra tờ lờ ổ bà co electronic dân trợ đăng pia biếp nó không ca bỏ trao rồi có dân thà trợ ca ca pia tờ lờ environment chân dương mình trao vô ở bỏ đây chỉ có lịch trình đến từ chào cái lại này mình cua trao chào lễ chân thầm mình cái lại chào bạn trong trường bạn chân dương nâng riêng pi và xe này đồng nạ ca bỏ công chứa nước pi mà chùm hiền đó mà chùm hiền đó chập đá ông tăng thì cả bu tùm phố là hồ tờ đo start up ở khơi chụp tiền ekran mà lưu công chứa nâng chân mình giang tiết cổ dương nâng đăng ông pi dùng ở đây mình chỉ muốn đã tệ tôn tình hình trước đây này electronic nâng chụp bạc ôm là cái bra xâm lập thức ca kẻ nghĩa tờ lơ voltage chân phẩm mạng vol hay tệ tôn tình hình charon tệ tôn resistance hay nâng tệ tôn tình hình tham mục vô là cái thuật cung là lơ ổ bạc tăng mù nâng mà chân có mọi khách tài dũ chân nâng châu lòng pi objective rồi bọc mê riêng nâng chúng nó không objective mê riêng nâng chương nâng dân pi bút và computer chẳng ở được dân bàn khơi môn nói tại nhà bàn lực dầu màu nâng chẳng nó không nâng tệ tôn tình hình bút và computer dương nâng thuốc ca config từ lờ BIOS chẳng dừng đăng thật sự tới chụp BIOS mùi tiết dương nâng chạy thuốc ca cầm nọt sitting từ lờ UEFI sitting nâng cư cần sắp cứ cái update vì BIOS từ can UEFI chẳng nó không nâng cứ ở vay đại dương bà kỳ bình viết cứ BIOS nâng cứ basic input output system hay UEFI nâng cứ unified extensible firmware interface sự riêng đặc nhiên đấy còn là cái update vì version mới đại miền tiền đại bị khá dừng cơn tiền không mau ai so với bỏ so như thế hay mùi tiết cứ miền hiện chỉ color miền chỉ animation miền rút fan miền ấy chỉ version thay bỏ bài ổn này bản chân nó không nâng chương này đăng làm pi say tới chỉ POS cứ power on cell test chân đưa đồng nạ cả máy say tới chỉ BIOS vậy tới chỉ CMOS đại cái prao xâm lạp tất cả rẻ xa tục nếu
data thì có sao tụng nâu ở vậy đài ai chọn trăm nửa computer configuration đừng bán chẳng kì miền tàng chip là không xin một nâng kì miền tàng thamo rồi bỏ xin một nâng là mấy thuê việc chọn trăm hay nâng dường nâng score sẽ tao chỉ UEFI nâng và tỏ tiền bản chân và tỏ máu chưa nâng chết thuốc ca config từ lửa computer firmware chân dường ai thuốc ca install vía thì có upgrade vía của bạn đấy phần tay chỉ thu tớ ở firmware kia recommend nói dương tất cả upgrade ở việc đẹp này nhưng vì ai thử ở system được có công tơ bao nhiêu nó kèm cả thẻ bàn này trong nội và to tiết cứ dương năng dây MP electronic call power chân dây MP tham bộ là cái này nắng nó không nắng dương năng chạy bồn dô sẽ tới chỉ tham bộ là cái này hay tham bộ nắng cứ về năng pra pra hạ vậy tới chỉ watt hay vậy tới chỉ volt đại dương khơi thả chà được tham bộ là cái này đại dương pra pra nó sọc ngày ní chân dương kịch chỉ kilowatt chân dương pra off của mạng kilowatt nữa hay dương ai kịch thả off lùi của mạng nó không nắng chúng nói bắt đầu dương năng đăng pi thả ta hay Paul ấy mới chuyển đúng đã ai thua ở chà ron được có tham bộ là cái cuộc cuốn năng ai năng lao chốc đại vì mình thật thế hay nó không nắng dương năng đăng pi ông bà có đại phu ca ca pi nó pi đại vì miền chà ron lao chốc chẳng nằm bay ở ông bà có bao giờ năng ai pra pra bật to bàn dù vài chúng chấm nói bản top cứ dùng JMP advanced computer functionality chẳng mình nói thả JMP một nghi robot computer nâng nơi cũng rất khu rồi có dùng thả cũng rất advanced nâng chẳng nâng khu nâng cứ dùng nâng đằng tì thả ta cả design nhằm tì thập giả cam robot CPU nâng vì mình sẽ khá nâng khá nâng nâng ở vậy đài dùng pra nâng khu nâng red chẳng nâng khu nâng ca thua ca rẽ xa tục nâng data đã chi viên nâng ca bắt bóng đào dương pravia chia red rồi cái dương bình viết thay chia redundancy array of independent disk chẳng mình nói thay đi đại chỉ trả để cái cùng bậc cả từ chữ đi mũi nó p để data bật bong nở lơ rồi có sorry mình đại thả bật bong ấy cứ nó p để đi nào mũi code chẳng cái ai thuộc cả replace đi nắng hay ở đề tài dương nơi tài rạch sát tục đề tài trong nơi bằng tốt dương nâng dây MP đã tôn tên nâng common port chẳng port dự tư tơ đại kỳ pra nâng xe hay nâng connector để thư ca tốt cho nâng can opaco trong nơi tốt tiết dương nâng đăng bì characteristic robot monitor chẳng monitor pra thử ích là hay vì ạc dô mà pra đâm bay với ích là nâng khổ nâng trong nơi bằng tốt dương dây MP computer upgrade chẳng dương dân tàu vô làm pi pi này upgrade nấng chất pi tha upgrade nấng cứ kê sầm đại từ lơ cả thuộc cả plug đồ opaco vài mũi từ đặt opaco vài mũi thay mũi tiệt anh cứ upgrade u to tha dân trong upgrade ram chất mình tha đọt ram nấng chính đặt ram thay mũi chủ anh cứ upgrade hay pi tha update vì sự điện kia đấy chẳng pi tha update mình tha vậy đam mê nó không nâng hái cứ dương ạc đồ vị trí nhé, dương thư ở vị lỗ nó là mùi nâng ưu to tha tệ tôn tình ưng anti và rớt chẳng dương nâng thư ca update anti và rớt chẳng mê tha thư ở vị toàn xa mày bản chân nó khá nông chùm nọt nê ca dù đăng ẩm phi computer upgrade nâng cứ dương nâng chạy thư ca chơ rớt vô ổ cô nà mũi đàm bay vô màu đầm lá ở trời tạm tạm đầm rào cả chẳng ngay đồng rào ca bọc luôn ấy được có đồng rào ca bọc tự chôn bản chân nó không chụm đọc nâng dương nâng select không mình là thật chơi cho ông có nâng ở viên miền ca trừ xong rúng ta tạm ông có đại dương chọn thuộc ca upgrade lưu công chờ bọc dương chân ưu thô tha ở dương chọn upgrade RAM chân phi bà mạng ưu thô tha là ưu phong pra bùn chí chân dương chọn upgrade với ở ban phòng bày chi được gọi đọc phòng mùa chi chân dương trâu rơi hợp việc ban trâm trâu đời xa tại công tơ bạch dương nâng cử vì support trâm tại phòng bày chi chân dương rực dục appropriate component nâng cử trâm tầm bày chi xâm rạp thực ca upgrade vì chúm nói và tốt cư chương nâng thực ca select the component nâng đầm bày ao trâu tạ tạm và page này special computer được gọi specialized computer vì chỉ computer và page chùm niên xâm rạp dương phơ vầy mùi
ឧទាហរណ៍ថា specialized computer គឺគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការកាត់តនៅវីដេអូអញ្ចឹង hardware ទាំងអស់គឺយើងចាំបាច់ត្រូវឲ្យវាមានកម្រិតខ្ពស់ឬក៏យើងថាឲ្យវាមាន capacity របស់វានឹងធំដើម្បីឲ្យវាអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការកាត់តនឹងឲ្យបានល្អឬក៏សម្រាប់ game អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយកប្រភេទ component ណាដែលត្រូវសម្រាប់យើងធ្វើការលេង game ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាចំណុចបន្ទាប់គឺយើងនឹងធ្វើការការពារទៅលើបរិស្ថានជុំវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការបោះចោលនៅវត្ថុឬក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលយើងប្រើប្រាស់រួចដើម្បីឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការការពារនៅបរិស្ថានបានអញ្ចឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបោះចោលអញ្ចឹងមិនចេះតែយកឧបករណ៍ហ្នឹងទៅបោះចោលទេជាអ្វីដែលយើងឃើញប្រហែលជាដូចតកតងទៅនឹងថ្មពិលប្រហែលជាគ្នាយើងឃើញនៅតាម supermarket តាមកន្លែងមួយចំនួនឬក៏តាមសាលារៀនក៏គេមានប្រាប់អំពីថ្មពិលដែលយើងគួរតែបោះចោលវាឬក៏យកវាទៅបោះចោលនៅទីតាំងកន្លែងណាអញ្ចឹងអាសម្ភារៈអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺឬក៏អ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវបោះចោលវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហ្នឹងគឺជាគោលបំណងរបស់មេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ចំណុចនៃមេរៀនតកតងទៅនឹងការដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលវា start up ដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែល start up ដំបូងអាហ្នឹងគឺជា boot អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងមើលវីដេអូថាតើនៅក្នុងហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះនៅខាងក្នុងនឹងតកតងទៅនឹង BIOS ហើយនឹង UEFI menu នៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងលើកចូលកន្លែងនេះបន្តិចដោយសារថ្ងៃមុនមានគ្នាយើងគាត់សួរតកតងទៅនឹង OC នេះ OC ហ្នឹងគឺពាក្យពេញវាគឺ overclocking overclocking អា overclocking ហ្នឹងជាអ្វីគេអាហ្នឹង overclocking ហ្នឹងគឺយើងថាបើសិនជា concept នៃ overclocking ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីសកម្មភាពឬក៏អ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ increase ធ្វើឲ្យវាកើននៅ capacity ឬក៏ performance របស់ hardware ណាមួយដើម្បីឲ្យវាដំណើរការលឿនជាងអ្វីដែលគេ design ឲ្យវាដំណើរការអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា speaker ទំហំវាប៉ុណ្ណឹងឬសំឡេងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាច increase អា speaker ហ្នឹងឲ្យកម្លាំងខ្លាំងជាងហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចមានហានិភ័យដោយសារតែវាលើសសមត្ថភាពរបស់វាអាចធ្វើឲ្យ speaker ហ្នឹងខូចនៅក្នុងនេះគេសំដៅទៅលើ CPU ដែលនៅក្នុង CPU ហ្នឹងវាអាចនឹងដំណើរការក្នុងល្បឿនប៉ុណ្ណឹងអាចគណនាបានប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺដំណើរការដែលគេបៀលពីរោងចក្រមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់នៅ overclocking ដើម្បីឲ្យ performance វាដំណើរការលឿនជាងមុនប៉ុន្តែវាអាចមានហានិភ័យដោយសារតែគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់វាត្រូវតែលឿនឬក៏វាត្រូវតែដំណើរការនឹងលឿនដូច CPU នៅក្នុងការបញ្ជានឹងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឧបករណ៍ដែល CPU បញ្ជានឹងអាចនឹងឆាប់កើននៅកម្ដៅហើយប្រសិនបើនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងអត់មានអា cooling system នឹងដំណើរការល្អឬក៏គ្រប់គ្រាន់ទេធ្វើឲ្យ hardware នឹងកាន់តែក្ដៅខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យឆាប់ខូច hardware នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីអា overclocking ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូនឹងបងប្អូនគ្នាណាHave you ever heard about the unified extensible firmware interface? Maybe not. But I bet you have heard of a UEFI BIOS. Well, UEFI stands for Unified Extensible Firmware Interface. បាទអញ្ចឹង UEFI ហ្នឹងគឺ stand for គឺពាក្យពេញមកវាគឺ Unified Extensible Firmware Interface.អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដូចគេនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនឹងឮពាក្យថា UEFI BIOS នៅក្នុងហ្នឹងគ្នាយើងឃើញថាវាជាអ្វីដែលយើងធ្វើការ config នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងដូចគ្នាទេគ្រាន់ថាកន្លែងដែលយើងធ្វើការ config ហ្នឹងវាមាន interface ឬក៏អត់អញ្ចឹងទៅជាឧទាហរណ៍ដូចយើងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគេមានជារូបមានជា animation មានជា fan speed ឬក៏មានជា temperatureដែលប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីថាតើ fan នឹងវិលក្នុងល្បឿនប៉ុណ្ណាហើយសីតុណ្ហភាពរបស់វានឹងប៉ុណ្ណា We're going to kick it off here and investigate the UEFI BIOS បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងជួបគ្នានិយាយអំពី UEFI All of the investigating you'll get the tour អញ្ចឹងឥឡូវយើងថាតើយើងធ្វើការ
thưa cả sự kiện rồi có ông kết mơ nó không dù ai nâng dạng mách chẳng là lâu dư nó mơ tự ngọt ní. Let's begin. So my computer here has just booted into the UEFI BIOS. Chẳng là lâu nó không đi dự kỳ ta nó không có một tờ để kỳ bà hà ní cứ kỳ bà bà tờ UEFI BIOS rồi có UEFI. Every computer is a little bit different. Phần tay computer tờ nó mến đôi chả nâng đi hay có mến tham biên là UEFI BIOS nâng đấy. Chừng nó pe để dùng trong start tất cả UEFI nâng được gọi BIOS nâng cứ cái miền khi cái để chọn nâng app xem xét nè phần tai tại tu tận nâng cả chọn nâng khi dùng thử chạm thà đồng bay ở chỗ tất cả BIOS nâng cái miền khi đại chi default ai thà nó không computer Acer cái Asus cái ai chọn F2 rồi có computer Dell cái ai chọn F2 rồi có computer Sync cái ai chọn Escape rồi có cái chọn delete rồi có cái chọn F12 rồi có cái chọn F8 à nó tạm và phép bằng computer này phần tay chia lại cái nạp tu tớ cứ dương chọn F2 for example my computer requires me to press the delete key after I first turn it on chẳng nơi khổng này kì phép thà nơi computer để kì phong prao này cứ kì prao delete key đồng bày ở chỗ tự can UEFI BIOS so here we are this is a real BIOS chẳng này cứ real BIOS anh ấy mình là simulator đấy à real nó cứ trong sản lựa computer để phun tầm nào cả lâu nữa the top left corner you can see my motherboard's model number chẳng ở lâu nơi khẳng chuyên đáy nó dừng khởi miền motherboard model number awesome and my CPU temperature hãy sẽ toàn là bỏ CPU size sample on sáng below that you can even see my motherboard temperature chẳng nơi khẳng cao nắng dừng khởi miền sẽ toàn là robot motherboard tầng mù nâng in the middle here we can actually see our system time and date nơi cả đa nó dừng khởi miền phần máu hay là ngáy right below that we can see the current firmware chân khăn cầu nó dừng khởi miền current firmware đại nó không nó cứ prapra tờ version mùi chạy mùi what I really enjoy though is in the top right corner of this screen where you see these listed items here in the top chân kỳ thà kỳ dự bài chất đã khởi miền link này description đại nó khăn sạm đại nó khăn lơ kỳ nắng chúng miền bị chạy vì và phết ấy thằng anh là lớn miền phết AMD miền CPU frequency miền DRAM miền RAM size here you can view my current CPU which is 4 CPU cores and 6 GPU cores chúng cái miền CPU nó cứ 4 hay là 6 GPU you can view the operating frequency for both my CPU and my RAM you can also see the total size of the RAM that I've installed in my system. Này, chính cái ai khởi miền tàng RAM, đại tổng hùng tàng RAM nâng, bằng mán, đại cái bản install lửa computer nâng. Now remember, this is the UEFI BIOS. What that means is I have a graphical user interface. Chính UEFI BIOS nâng, cứ cái gì tới thà vì chia interface, đại dương ai prao xâm rạp thức ca tổng lệ thông nốn, tất cả BIOS nâng bán. That includes keyboard and mouse support. Chúng vì ai nâng pra tàng keyboard hay nâng máu để dựng ai click bán. This is very different from what we've seen with legacy BIOS. Chúng bật sân bà dương bơ vì miền phép khó phái khí nha rồi viên ca pra tờ lơ BIOS môn môn à legacy BIOS nâng à vây đại viên nâu môn môn nâng. To further demonstrate this, look at this horizontal bar. Chúng à lâu à vây đại kê nâng bà hàng ní mơ nâng khăn ông à chua đê mà chua nâng. Right below my system time and date. No, because upon ngay hay nung pail. And my CPU and RAM. Hay nung crown CPU hay nung RAM. From left to right. Chẳng this tì, is my boot order of my computer. What's even more awesome is the fact that I can drag and drop these items anywhere. Chẳng kì thà kì ai drag drop item nung khăn khăn nung anywhere. We will focus on configuration of this though in another video. Chẳng tí tiết dương được khởi miền ca configuration nâng nâu mê riêng rồi có video nâu khẳng khảo tiết. Let's take a quick look inside the UEFI BIOS. Chẳng lâu dương tầm mơ nâng nâng UEFI BIOS nâng. Let's start by investigating the left side of the screen. Chẳng mơ nâng khẳng chuyên đai bỏ hệ cọng nâng. Here we will find that we have an area for motherboard settings. Chẳng lâu nâng khẳng lớn nâng dương khởi miền phía setting cư chia motherboard setting.
chẳng ca cầm nọt rụt than rồi bó bần tè mà đồ bọt. Overclocking our system for fast. Chẳng overclocking cứ our system for faster performance. Chẳng xâm ra bói computer nâng tùm nà ca lươn. Your performance at an area called M-flash. Chẳng càng cao này cứ M-flash. M-flash nâng cứ ai ăn nhạt ở dương pra-pra-tiller flash robot system bó dương. Chẳng mình nè tha cái lãnh đã rẽ xa túc nơi system. Allows to flash our system with an updated UEFI BIOS. Chẳng đại ai ăn nhạt ở dương thuộc ca update UEFI BIOS nâng bàn. Chúng tiết tiết dương khơi ngay môn để dương ban riêng nó tại tôn tình hình mê riêng room chip đó đại room nâng dương ai thuộc ca update việc ban rồi còn update việc mà nó ok ta chẳng là chăm ta đo lên cả bạn nhé. Now on the right side of the screen chẳng là dương mơ nâng khăn khẳng sản làm vĩnh tại tôn tình hình chùm rơ nơi ca cầm nọt nâng khăn overclock overclocking profile about CPU section that we can choose different overclocking profiles. We can pre-build these for the right gaming or video editing occasion. Chừng nơi này cứ profile đại dương ban cầm nọt xâm rạp dương mình đang ta chỉ ca cầm nọt mùi đại miên sạp đại ai cầm nọt xâm rạp dương thuộc ca link game rồi có thuộc ca cầm nọt nơi video editing chừng pra xâm rạp edit computer edit video. Down below that we have a hardware monitor. Chúng cái cầu này dùng khởi miền hardware monitor chúng mình để thay dùng cục cồn từ lơ đầm nà ca rồi bỏ hardware nắng đại dương ai khởi nơi khôn nắng cứ miền tham bộ đại dương prapra hay nắng bảo an tự chạy nơi khăn khôn computer where we can check out the power usage and cooling. We can even have customized fan speed. Chúng nơi khôn nắng dùng ai thu ca customize từ lơ là bươn rồi bỏ fan nắng bán rồi bỏ hàng hào nơi khôn khách bao dưỡng, rồi còn là bọt bao dưỡng. It's an even view graphs here. Rồi còn dưỡng ai thua ca view chiếc graph nơi tí nâng của bạn đấy. And lastly, we can visit the board explorer. Chứng trong cái đó dưỡng nâng từ mượn board explorer, chứng nơi lưu bình tiết bọt nâng. The board explorer is awesome because this allows us to have a beautiful and interactive view. Chúng nơi khôn à board explorer nâng cứ vì ai anh nhạt ở dưỡng mơ khôn interface đã sát. Hơi dương ai thuộc ca tệ tôn cho mùi vía. Hơi dương ai khơi nhà vấy đã chọc cho mùi nâng bọt bọt dương nâng chạy sạch. What's actually attached to our motherboard? So it's time for the deeper look. Hả lâu dương chạp đam tầm mơ. Chân tầm bốn dương nâng tầm mơ cả lại xịt thiên nâng sân. First we'll head over to settings. In settings we can look at system settings. Chân lâu dương mơ nâng nông system setting. Đại nâng nông nâng cứ miền này kia lá. I can either click out with a mouse or click the enter key. And inside of here we see chúng ở lâu nó không system status dừng khởi miền nó càng không nâng cứ miền bị pale hay là ngày ở đây dừng khởi miền tăng port miền exchange nó càng không nâng tiếp trở nữa time and date as well as in text what's connected to my motherboard chúng dừng khởi miền text đại kỳ cần đặt cho mùi nâng motherboard nâng and the firmware version rồi còn nó không nâng dừng khởi miền firmware version we next are going to have the advanced area chúng ở lâu dừng từ mơ nó không advanced option. In the advanced area, we do a lot of. Nếu không advanced option, nếu như khởi miền vậy để dùng ai thuộc cả bật bài nó trở nên. Fine tuning and control of both the peripherals. Rồi còn cái này để dùng ai thuộc cả control tăng peripheral device same thing là lượt board đang bán. And the power settings of our motherboard. Rồi còn tại tôn thần năng tham áp pole, rồi cả cái cầm nọt tham áp pole là lượt motherboard đang đấy. Another item we can customize. Rồi còn dương khởi miền item same thing tiết dương ai thua ca customize bán đại dương ai cho tất cả boot setting đồng bày thua ca cầm nọt này ca boot trên phi option mùi nè boot settings so head back up chờ lâu dương xa trên tư vấn hai dương trô mơ cái lạnh boot nắng chân dương bẹt nó nó khăn nâng khi dương mơ arrow nó khăn cao ní rồi biếp nó khăn ca move down select rồi có increase value rồi có exit chúng anh chọn escape được chọn ai chẳng bằng chúng mơ nữa đấy chúng anh không dễ chọn gì bản chất này khi dùng khởi miền vay đà chỉ sợ tầm khăn gì chả đã kịp bắt thèm nữa càng khăn nắng chỉ tôi tới dùng mơ nữa cái lại càng cao này cái đã theo fix boot order chẳng proprietary chẳng này khi này chỉ ca cầm nọ này ca boot đầm bông kế tạo việc boot trên việc lại nè chỉ tôi tới nó không nâng dương miền tại bay sầm khăn đấy tìm mua cứ bù chân vì hạt đi
Tí pi cứ boot trên pi CD của DVD. Tí bay cứ boot trên pi flash. Nhưng dân miền bay nâng đại sầm khăn. Nó không nâng bay sầm khăn đại xa tại chia tầm 4. Và sân ba computer bao dương nâng đồng nạ ca thò mà đá. Nhưng vì nâng boot trên pi hạt đi nè. Đối dân đại nâng 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 cái miền hạt đi. Bà sân chỉ tọa bằng tọa máu dương nâng ao via boot trên pi flash. Bà sân bằng dương chọn install window tạm flash. Nhưng dân ai rồi mơ bị USB nè. Nhưng bà sân ba dương chọn ao via boot trên pi CD-ROM đồng bày thuộc cả install CD của DVD đồng bày install window nâng có bạn được nên chất bay option nâng đại chỉ option sống khánh nâng không cả start up nâng computer dương. This is extremely important. This allows us to customize the boot order of our system, both using device preference and security settings known as secure boot. នៅក្នុងនេះយើងឃើញមាន option ដែលមានសារៈសម្រាប់សំខាន់ជាច្រើនដែលនៅខាងក្នុងនេះយើងអាចធ្វើការ customize នៃការ boot ឬក៏កំណត់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងការ boot ដែលយើងកំណត់វានៅក្នុង security boot. ចា៎ឥឡូវយើងនឹងទៅមើលអា security boot ហ្នឹងនៅពេលក្រោយ. If we go to the security settings though. ចា៎ឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែង security ហ្នឹង option security ហ្នឹងWe can take a look here and see that we have the ability to set an administrator password. ចឹងឥឡូវយើងនឹងឃើញមានកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ administrator password. នៅក្នុង administrator password នេះគឺកន្លែងមួយដែលយើងកំណត់ password នៅលើ BIOS ហ្នឹងឬក៏យើងថានៅលើ UEFI ហ្នឹងតែវាមិនមែនជា password សម្រាប់យើង login ចូលទៅកាន់ Windows ទេ. This will prevent other people from accessing and modifying UEFI BIOS settings. ចឹងអានេះគឺការពារនៅសវត្ថភាពលើ BIOS ហ្នឹងការពារកុំឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់ចូលមកកែ configuration ឬក៏កែ setting មួយចំនួននៅលើហ្នឹង. Now let's get out of the settings area. ដល់ឥឡូវយើងចេញពី setting security ហ្នឹង. And let's go all the way over. ឥឡូវយើងទៅមើល overclocking វិញ. Let's see overclock. We'll take a quick look at the overclock settings and you can see all the ចឹងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុង overclocking ហ្នឹងយើងអាចឃើញអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការ customize បាននៅខាងក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញតែអាណាដែលរៀងពណ៌រៀងស្លេកស្លេកអាហ្នឹងគឺ customize អត់បានទេអាណារៀងពណ៌ដិតសសហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ customize បាន customizations possible here. This allows you to fine tune your machine for the performance that you desire. ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីដំណើរការនៃប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់កុំតើរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការកែនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសឲ្យវាដំណើរការទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាន But this may cause some extra wear ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគេថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យដូចជា wear and tear អញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យវាអាចនឹងដំណើរការលឿនល្អប៉ុន្តែក៏វាអាចមានហានិភ័យធ្វើឲ្យវាខូចបានដែរអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ system របស់យើងហ្នឹងវាកើននៅកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងទៅដោយសារយើងឃើញថាដូចខ្ញុំបានលើកយកពីកន្លែង introduction ដំបូងតើតើទៅនឹង overclocking អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង customize វាធ្វើឲ្យវាហ្នឹងកម្ដៅកើនឡើងមានន័យថាលើបឿនវាឬក៏ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាល្អខ្លាំងហើយប៉ុន្តែកម្ដៅវានឹងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែល system cooling system របស់យើងហ្នឹងអត់មានការ upgrade វាឲ្យវាត្រូវទៅតាមអាអ្វីដែលយើងធ្វើការ customize ហ្នឹងទេវាធ្វើឲ្យកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យខូច hardware ហ្នឹង Next we will have the M flash section តោះឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងទៅមើលនៅក្នុង M flash section អញ្ចឹងមានអីខ្លះនៅខាងក្នុងហ្នឹង This is where you can utilize tools in order to flash ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ជា tool មួយដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់និងបញ្ជាឲ្យយើងអាចធ្វើការរក្សាទុកនៅ UEFI BIOS នឹងបាននៅលើ flash នឹង UEFI BIOS with the latest firmware អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺប្រើប្រាស់ទៅលើ UEFI នឹងគឺជា firmware ចុងក្រោយគេចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើវាតាមរយៈការ install ដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ USB flash drive ឬក៏ flash drive flash in flash drive plug in not too much ចឹងវាអត់មានច្រើនទេអាហ្នឹង heading to the right side we'll go over to our overclocking profile ចឹងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុង profile profile ហ្នឹងយើងដូចជាគណនីរបស់យើងមួយចឹងដូចយើងនិយាយអំពី computer profile អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំមួយ
nhóm miền account bay bốn chẳng account bao nhóm muối account bao admin muối rồi account bao ôn nhóm muối tiền chẳng account này muối nhóm muối cứ miền profile bao riêng riêng luôn profile bao account riêng riêng luôn à profile nó cứ chỉ form miền chỉ ai cái xa rồi còn chỉ ai muối đại chỉ là bao mà nè năng chẳng nó cả chỉ profile. This is where we can pick what overclocking profile to use that we have pre-built. Chúng ta có thể dùng những khởi nguyên profile bọc kê đã bàn cập nọt hơi ấy. Chúng dùng ai chưa được dùng profile nào mua một phát. Đó dùng chưa được hơi dùng những save hơi dùng những khởi nguyên profile nâng từ bàn update. And save for a given situation. This should be good for gaming or video editing. Chúng ta có thể lỗ xâm rạp dùng thuốc cả link game rồi có dùng bạp rạc cảm thi xâm rạp edit video. Or maybe even rồi có dùng pra computer thẩm đá có bán chẳng là lâu nữa chấm nữa à chấm nó trong cái đoạn pin điện à lâu dùng từ mơ rồi hardware monitor chẳng là lâu dùng mơ nó không CPU fan speed chẳng nó không là bươn bộ viết tạo vì mình là bươn phần này CPU fan speed temperature as well as case fan. Dương mơ nó không sẽ tồn hợp hiếp hai dương mơ nó không cast fan speed phong này à mũi fan speed nó là CPU à mũi nó là cast chân khác cứ dương nó khơi miền ai ở dương miền này thà cảm thi nâng cứ dương ai anh nhận ở dương thuộc cả customize việc phong đáy rồi có dương ai cũng nói từ lơ mà chung hiện này sẽ toàn là phép đại dương chọn ở system bao giờ nâng tự chạy bằng nè chẳng nó không nâng nó bê đại dương cũng nói nó không chỉ lọt nè mùi dương hỏi vì ai thua ở nhà và bọn này cả bạp ra một cái thua ở ốp cô nó không nâng tự chạy nâng cứ việc thua tự tạm nâng rồi có ao việt phơi đòi khuôn ai đó đầm bầy ao ao việt đầm nà cà khuôn ai đầm bầy đầm nà cà nâng cứ việc lò rồi có nâng khuôn ní vì ai nâng đầm nà cà ở trời tạt tam target robot temperature bao vía as close to that target temperature as possible love it we'll back up and take a look at that board ta hello dương tập tụi vĩnh hay dương tụi mơ nâng khuôn board explorer explore click on the board explore. Chẳng nên khi này bây giờ dùng click lên board explorer dùng nâng khởi miễn ở vầy đài bằng hàng lên board nâng thường mũ chẳng vì là ổ đài bằng hàng chẳng chẳng ở vầy đài dùng khởi như khởi board explorer nâng dùng khởi miễn chỉ ở vầy đài chỉ tu sinh hợp hiệp đài miễn chỉ craft bằng hàng lên board nâng mũ chẳng ở cái lại đài kia highlight for blue nâng cứ ai ao dương đặt mail nó bị lơ nắng hay dương khởi miền bò miền rồi bò ốp con mùi 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 nè hay dương khởi miền ở vấy đại thu ca top cho tất cả ốp con nè chứ là lấy uta hop và xin bờ dương mền lơ mail p để dùng đặt mail cursor nè chứ đặt nó lơ ram slot chứ đừng khởi miền bò miền đôi dương và hàng nè nịnh chăng cứ việc prapra từ lơ và phê DDR3 memory mùi slot đại dương khởi miền xin xin điện bỏ miền ấy tiệt nào RAM slot where my memory is I can actually see information regarding it you can see that each RAM slot has a 4 gig memory chip installed chẳng nơi khổ ní dương khởi miền RAM slot đại nơi khổ ní cứ miền tùm hôm 4 miền tùm hôm 4 chi cơ bái also if I hover over my SATA ports rồi có nó không đi dương nó đặt màu nó là SATA port đài nó không nó dương khởi miền bỏ miền đã tệ tôn thân là với đại cần này cho căn SATA port we get information on what is connected to that individual SATA port you can see that I have two SATA chẳng là lâu dương khởi nó không đi dương khởi miền P port đại cần này chung mùi nâng SATA port nâng devices attached one of these is my device here and the other one is Blu-ray disc chẳng à khoảng lớn hay nè càng cấm mà càng cấm cứ prap prap từ port number 4 đài nó không nâng cứ cần đặt cái HD rồi cái DVD HD
Chị ấy nó cứ Blu-ray CD-ROM. This is a great UEFI tool to visually see how the motherboard is arranged. Chẳng ở nơi khốn nạn dừng khởi miền thà à vậy để cái bằng hàng nấng cứ bằng hàng pin motherboard nấng cứ bàn tiếp chạm mà vậy khá. And what is connected to your machine? Hay à vậy để bàn connect cho căn machine nấng. Without even opening the. Hay đời như mình chăm bách được ba khe mơ thì. Case. So if you have time to take. Lâu đó bây giờ thử tôi mới ta ai mơ nó không bài ô bỏ nẹ mới hay khơi miền vậy để chỉ cả sự tính đôi nâng ớt hay dường nâng riêng mới thả ta đi vài bỏ dường nâng cần đách chì mùi nâng ổng gọi khá hay nâng đâm nạ cả vậy khá is connected and running. Okay.